Xin chào tất cả mọi người, đây là hình ảnh chúng mình khi đang chuẩn bị xuất phát đến nơi tổ chức đại hội giới trẻ năm nay. Sau hơn 30 phút di chuyển, chúng mình đã có mặt tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn. Và các bạn cũng có thể thấy, không khí hiện tại đang rất là náo nhiệt với sự góp mặt rất đông các bạn trẻ đến từ khắp mọi nơi quy tụ về nơi đây. Lưu xá sinh viên chúng mình rất hãnh diện khi được xướng tên với thành tích của đội bóng nữ đẹp hạng nhì giải bóng đá Laudato Si. Tiếp theo đó là những tiết mục vô cùng mãn nhãn đến từ các đội múa của ban tổ chức để nói về lịch sử cứu độ loài người của Chúa Giê-xu. Nhưng chúng mình vẫn không quên tham dự thánh lễ các sốt sắng với sự chủ trì của đức cha Giuse cùng bài giảng mời gọi giới trẻ hãy chia sẻ niềm hy vọng đến cho tất cả mọi người bằng những hành động thiết thực. Và ngày hôm ấy, có lẽ Chúa Thánh Thần đã xuất hiện và thử thách chúng mình khi cho trời bắt đầu xuất hiện những cơn mưa như để thử thách các bạn giới trẻ Sài Gòn liệu rằng có mạnh mẽ từ cánh chim bằng hay không. Nhưng thật sự, trời càng mưa to, tinh thần các bạn càng bùng cháy, để rồi cùng nắm lấy tay nhau, nhảy múa và cháy hết mình dưới cơn mưa. Tiếp theo đó là tiết mục ca kịch để nói lên tình yêu Chúa Kitô rất bao la, rằng khi chúng ta yếu đuối, Ngài vẫn luôn nâng đỡ, yêu thương và không bỏ rơi một ai trong chúng ta. Mời gọi tham gia chương 4, vòng tay lên đường với nghi thức cung nghinh thánh thể đầy long trọng.
được mời gọi ra đi theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, rằng người trẻ hãy đem niềm hy vọng đến với mọi người. Cùng với tâm tình đó, chương trình đại hội được kết thúc bằng nghi thức Sai-đi. Đại hội đã khép lại với vô vàn cảm xúc khác nhau. Mong rằng mỗi người trẻ trong chúng ta đều sẽ mạnh mẽ tựa cánh chim bằng, để rồi được cùng Chúa Giê-xu nối mãi vòng tay yêu thương đến cho tất cả mọi người.